Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 4 tập 2 Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 130 luyện tập chung Bài số 1 cộng hai phân số cùng mẫu Vậy là 4 ta cộng cho 3 trên 7 là bằng 7 phần 7 bằng 1 Bài B Cái này chúng ta khác mẫu chúng ta phải bị quy đồng. là 3 phần 8. Cộng cái này chúng ta sẽ nhân cho 2. nhân 2 là 2 x 3 là 6. Cái này là 8. Như vậy là bằng 9 phần 8. Bài này, cái này thì chúng ta sẽ nhân cho 2. Như vậy là 2 phần 12 trừ cho 1 phần 12. Như vậy là bằng 1 phần 12. cái này chúng ta sẽ nhân chéo lên nè Rồi nhân chéo lên là 5 x 3 là 15 5 1 5 x 6 như vậy là 65 65 trên 35 trừ cho 97 số 3 35 như vậy là 65 ta trừ cho 3 là 2 x 35 bài số 2 làm phép nhân. 2 ta nhân 5 trên 3 ta nhân cho 6. Vậy là bằng 10 phần 18. Chúng rút gọn đi cho 2. À, cho 2 như vậy là còn 5. Như vậy là, là còn 9. mẩy b. Như vậy cái này chúng ta sẽ là 3 ta nhân cho 12. trên 4 bằng. Như vậy cái này chúng ta 12 chúng ta chia cho 4 ha. Được 3, vậy là bằng 9. Còn 0 thì chúng ta sẽ lấy 3 12 ta nhân cho 3 là bằng 36. 36 ta chia 4 là bằng 9, cách nào cũng được. Cái này là 6 phần 5. Ta nhân cho 3 phần 2 bằng như vậy là còn lại 9 phần 5 D 3 phần 8 ta nhân cho 2 3 phần 10 16 qua tiếp theo bài số 3 một tấm vải được chia thành 3 phần mẫu phần một phần thứ nhất là thành 5 phần 13 tấm vải phần thứ hai là 2 phần 7 tấm vải câu a hỏi cả hai phần đầu gộp lại bằng mấy phần của tám vậy? Như cô A. Thì chúng ta cộng hai nó lại được không? Phần 1 và phần 2. Tám vải có là như vậy là cái phần 1 là 10 5 phần 13 nha. 5 phần 13 ta cộng với 2 phần 7 nha. vậy là bằng bao nhiêu đây 35 ta cộng cho 26 trên 37 21 phần 1 như 2 79 91 bằng 561 phút 1 ta nhớ 1 phần 91. Đây là 8 vảy. Tiếp theo người ta nói gì? Phần thứ 3 bằng mấy phần 8 vải Như vậy chúng ta thấy nè. Như vậy bây giờ là cái hai phần này là 61 phần 91 được như vậy trong tổng cộng 3 phần đó thì người ta họ lấy cái mẫu là bằng 91 được 91 thì cái hai cái hai cái phần 1 và phần 2 đã chiếm 61 trên 91 được không còn không thì chúng ta sẽ nói cách khác là ta ta lấy là gì 91 phần 91 ta trừ ra 61 phần 91 thì ra cái phần thứ ba đây. thứ nhất là ta lái nè. Như vậy là tổng cộng là 91 phần 91 ta trừ cho 61 phần 91. Đó. Như vậy là bằng ra cái phần thứ ba. Đó. Tại vì ngay chỗ này đã ha. Cái này người ta họ chia ra làm làm 91 phần. Và hai cái cái phần 1 và phần 2 đã chiếm 61 rồi. Như vậy là còn là phần 3 như vậy là 91 trên 91 là trừ 61 à, và tử thì trừ tử còn mở thì giữ nguyên còn cách thứ hai ta lấy một này ta trừ cho 61 phần 91 thì nó cũng như thế thôi Đó. nó cũng như vậy Đó. nó cũng như vậy chúng ta quy đồng này cũng ra này Đó. vậy thì một thì một ở đâu ra thì có nghĩa là gì ba phần đó thì chúng ta sẽ cộng lại là tổng cộng là một là một và như vậy chúng ta để tính cái phần thứ ba. Câu B. Phần. Như vậy thì chúng ta ngay chỗ này chúng ta sẽ để thầy nói một bước nữa. Tổng của 3 phần là 91 phần 91. Nào. Vậy cái phần thứ ba có là Như vậy ta lấy 91 phần 91 ta trừ cho 61 phần 91 bằng 30 phần 91 như vậy phần thứ ba nó sẽ chiếm là 30 phần 91 tấm vải được đặt số như vậy là 30 phần 91 tấm vải Rồi cái này mấy em có hơi lúng túng ở chỗ này chắc chắn nhiều em sẽ lúng túng ở chỗ này Tại sao có con số 91 phần 91 đâu ra đó thế nãy thì thầy đã nói rồi để mấy em cố gắng nhớ cái này ha bài số 4 có 9 chai, mỗi chai chứa là 1 phần 2 lít mật ong. Nè, 9 chai, mỗi chai chính chứa là 1 à, phần 2. Rồi người ta chia đều số mật ong đó cho 4 người, hổ mỗi người được mấy lít mật ong. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ lấy 9 chai, ta nhân cho 1 phần 2. Nè, số lít mật ong. Đó, trước tiên chúng ta sẽ đi tính cái số lít mật ong. Số lít mật ong 9 chai có là Ta lấy 9 ta nhân cho 1 phần 2 là bằng 9 phần 2 lít Ta lấy 9 ta chia 2 là bằng 4 phần 5, 4 lít rủi yeah. Nhưng mà chúng ta chưa học số lập phần cho nên chúng ta điện nguyên rồi số lít mặt ong mỗi người được là số lít mặt ong mỗi người được là ta lấy 9 phần 2 tổng cộng là 9 phần 2 lít ta chia cho 4 là bằng 9 phần 8 lít mặt ong đáp số 9 phần 8 lít Và hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.